Chào mừng khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện đến từ nhân vật của tuần này nhé. Chào em. Dạ. Và hiện giờ thì khán giả đang thấy là em chọn cái cách là không có xuất hiện trước ống kính. Yeah. Mọi cái mong muốn về sự an toàn sẽ luôn được tôn trọng ở đây. Hiện giờ là em đang sống ở đâu? Em ở thành phố Hồ Chí Minh. Vì sao em chọn cái giải pháp là hãy cho em kể nhưng đừng có rõ ống kính? Lý do là gì? Tại vì một phần là em cũng khá là tự ti, mặc cảm về cái ngoại hình của mình. Còn phần khác nữa thì em không có muốn những cái mối quan hệ xung quanh em biết là em lên chương trình. Cái mong muốn được bảo vệ hình ảnh, và đặc biệt đó là hình ảnh của mình phải đẹp theo cái ý của mình, là một cái điều nó cũng rất là chính đáng thôi. Nhưng mà vì em đưa ra cái lý do đầu tiên là em tự ti về ngoại hình của mình. Dạ. Thì chị muốn hỏi em là do em tự mặc định như vậy, hay thực sự thì mình cũng đã phải nghe rất là nhiều những cái lời đàm tiếu, chê bai về ngoại hình của em từ người xung quanh? Thiệt ra cái lời mà em được gắn nhãn từ hồi nhỏ tới giờ là từ mẹ em, từ gia đình em. Em chưa bao giờ nhận được lời khen từ mẹ em hết. Từ lúc mà em có đủ nhận thức về lời nói xung quanh của mọi người thì em luôn bị cho là giống như là người không ra người, ngợm không ra ngợm. Cái câu đó là người khác nói với mẹ em hay mẹ em nói với em? Mẹ em nói với em. Em bị suy dinh dưỡng từ trong bụng mẹ. Rồi sau đó em sinh ra thì mẹ em bị tắc sữa, cho nên là em chỉ có uống sữa ngoài. Rồi khi mà em nhận thức được em thì em đã biết là em khó tiếp nhận những cái đồ thức ăn. Cứ mỗi lần em mà không ăn được á, em nôn ra ngoài thì mẹ em sẽ đánh em. Và ngày nào cũng như vậy, mỗi ngày đều đặn hai bữa, ít nhất là hai bữa. Là em đối diện với mẹ em ở trong bữa ăn, mà em nhìn mẹ em có cảm giác như là em chắc chắn là sẽ bị đánh. Và những cái trận đòn đó nó ảnh hưởng tới cái tâm lý của em về việc ăn uống luôn. Giống như theo lời kể của bà em á, thì là cứ tới mỗi bữa ăn thì mặt mày em sẽ lạnh ngắt lại, em chảy mồ hôi, mặt tái vã mồ hôi, tay chân lạnh ngắt, ánh mắt thì sẽ rất là sợ sệt, căng thẳng. Mẹ đút thì vẫn ăn, nhưng ăn xong vẫn nôn. Mẹ em đút bằng những cái câu la, câu hăm dọa, câu chửi. Em ọe ra một cái, lúc nào cũng có cái cây roi ở kế bên. Cứ mỗi cuối tuần là thường là em sẽ lén nhắn tin, em lén gọi cho bà em, để em nói bà em gọi cho mẹ em cho em xuống nhà bà ngoại em ở cuối tuần. Để tại vì chỉ có nhà ngoại em mới cảm giác thoải mái để em ăn uống được thôi. Tới bây giờ em vẫn chưa cảm thấy an toàn. Khi mà em ngồi ăn với mẹ em cũng lâu lâu á, em ăn sáng với mẹ em mà em có cảm giác em mắc nghẹn ở trong cổ họng em, mà em phải cố gắng em nuốt để mẹ em không có để ý, hoặc là em cố gắng giữ cái gương mặt em bình tĩnh thoải mái để mẹ em không biết là em đang gặp vấn đề, hoặc là em sợ mẹ em biết là em sợ mẹ. Câu chuyện chị vừa mới bắt đầu từ một cái câu hỏi thôi, nhưng mà chị thấy nó có quá nhiều thứ, nó có quá nhiều chuyện rồi. Chính nhà em có bao nhiêu người? Bà em hồi nhỏ thì em ở với bà. Là bà ngoại. Dạ. Rồi sau đó thì em ở với mẹ, rồi sau lại về với bà. Thế khi mình ở với mẹ thì trong cái không gian sống của mình với mẹ là có ai? Có mình, có mẹ, rồi có ai nữa? Có chị gái. Có chị gái. Dạ. Vậy thôi. Còn ở nhà bà em thì có thêm dì của em nữa. Ba em đâu? Ba em ly thân với mẹ em lâu rồi. Từ hồi sinh em ra là ba mẹ em nó không ở chung với nhau. Có khi nào em với mẹ ngồi nói chuyện với nhau một cách bình tĩnh để được hiểu nhau không? Hình như là trong quá trình em lớn lên, lâu lâu em cũng có canh mẹ em. Mấy hôm mẹ em vui á, em có canh mẹ em hỏi là sao mà hai chị em mà
mẹ lại chiều chị con quá vậy? Thì mẹ em nói là mỗi đứa một tính, mỗi đứa thì sẽ có cách giáo dục khác nhau. Chắc là mẹ em cũng hiểu ý em là tại sao mẹ lại đánh con nhiều, còn chị thì không á. Rồi xong sau đó những cái mẹ em vui thì không sao, mà những lúc mà mẹ em giận em cái gì đó thì mẹ em lại nói ngược lại em là tại vì mày như vậy cho nên tao mới phải đánh mày, chứ không ai muốn đánh. Cái lời đó mẹ em nói đi nói lại với em rất là nhiều trong những lần mẹ em đánh em luôn. Tại vì em như vậy nên em mới bị đánh. Thế thì như vậy là như thế nào trong cái diễn đạt của mẹ em? Chắc là do em sợ mẹ em quá, cho nên là có những lúc mà em mắc sai lầm á. Giống như là em đi học thì em trốn học, em đi chơi, hoặc là em quen bạn trai trong lúc em vẫn còn học. Nói chung là những cái hành động mà ở trong tuổi nổi loạn của em thì em sẽ chối bỏ khi mà bị mẹ em hỏi tới. Em chối bỏ một mực cho đến khi mẹ em lấy cái bằng chứng ra, thì lúc đó em mới im lặng, em mới không nói gì nữa, em mới không cãi nữa. Thì chắc là mẹ em vin vô những cái lý do đó để mẹ em gán cho em một cái nhãn là mày cũng không có hiền gì đâu. Đừng lúc nào cũng nói tao ác khi mà tao đánh này. Có nghĩa là em cũng đã từng gào lại với mẹ là sao mẹ ác vậy, sao mẹ tàn nhẫn với con quá vậy. Cái người duy nhất mà có thể can ngăn được cái trận đòn mà mẹ em dành cho em là ai? Không ai. Không ai. Dạ, tại vì càng nói vô thì mẹ em sẽ càng đánh em. Càng có người bên thì mẹ em sẽ càng chửi em nhiều hơn. Là mẹ em sẽ nói là mày đừng có đóng vai cô Tắm. Mà nghĩ là ai cũng là mẹ ghẻ, chị ghẻ của mày. Bà em dù thương em nhưng mà không đủ sức để bảo vệ em khỏi mẹ em. Hiện giờ là em đang ở chung với mẹ hay là em vẫn đang ở riêng? Em ở riêng với bạn trai em. Bao lâu rồi em không gặp mẹ? Cũng không lâu lắm. Tại thời gian gần đây em mới về với mẹ em một xíu, về chơi một lúc á. Từ lúc mà em ra ngoài ở riêng á thì em cũng có liên lạc về mẹ em, rồi lại cãi nhau, rồi lại mẹ em lúc nào cũng cãi nhau rồi sẽ chặn em. Rồi sau đó lại có chuyện gì đó lại nói chuyện lại, rồi lại cãi rồi lại chặn. Cứ quanh đi quẩn lại như vậy. Tức là mẹ đang ở chung với chị. Dạ. Mẹ ở một mình. Mẹ ở chung với chị em, nhưng mà mẹ em sẽ luôn có một người đàn ông nào đó ở chung nữa. Còn giờ thì cái thời gian gần đây thì mẹ em thoát ra rồi. Đã có bao giờ mẹ em biểu hiện rằng em là một cái sự vướng víu của mẹ em không? Có bao giờ mẹ em bộc lộ điều đó khi em còn nhỏ? Em chỉ nhớ mẹ em nói là trong cái lúc đánh em á, thì mẹ em nói là mày muốn biết sao tao hay đánh mày không? Tại vì mày giống ba mày. Tại vì mày giống ba mày. Cái mặt mày y chang. Đó, mẹ em sẽ dùng những cái câu chửi thề dành cho ba em. Ba em thì đã làm nhiều việc, nó không phải là một người đàn ông. Không đúng với mẹ. Dạ. Chắc chắn là giữa họ sẽ có rất nhiều những cái mâu thuẫn nữa. Thì cái cuộc hôn nhân đó nó mới kết thúc. Mối quan hệ giữa ba với mẹ em kết thúc. Và nó lại kết thúc vào thời điểm em còn rất nhỏ. Điều này có nghĩa là mẹ em có thể thoát khỏi ba em, nhưng mà mẹ em lại phải chứng kiến, lại phải đón nhận, gọi là một cái minh chứng về cái mối quan hệ giữa mẹ với ba em, đó là em sờ sờ ở đây. Mẹ em có thể không đánh được ba em, nhưng mẹ em sẽ đánh được em vì em yếu thế hơn. Chị em có thể thứ nhất trong một hình hài khác, và đặc biệt đó là cái thời điểm đó lại là cái thời điểm mà tâm lý mẹ em lại rất dễ bị kích động để dùng đòn roi. Vì mới sinh em bé xong, vì mới đổ vỡ hôn nhân xong, cho nên em được coi như là một cái người đáng bị đánh trong mắt của mẹ em. Mẹ em đánh em không phải vì em có lỗi, mà vì không đánh em thì giờ đánh ai? Mà nếu như không đánh thì mẹ em không có cách nào để xả giận. Vậy thì những cái trận đòn mà mẹ dành cho mình, những cái lời chê bai mà mẹ dành cho mình, những cái năm tháng tuổi thơ mình lớn lên mình chưa bao giờ cảm thấy có giá trị trong mắt của mẹ, nó ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống riêng tư của em? Thứ nhất, em có bạn không? Em có rất ít, rất rất ít. Vì sao mình không có nhiều bạn? Tại em cảm thấy là em không dễ dàng kết nối được với số đông các bạn.
Có khi nào những cái lời chê bai của mẹ làm cho em cảm thấy là mình thực sự như vậy và mình tự ti với bạn đồng trang lứa không? Em biết là em không đẹp, nhưng mà em không biết làm sao để mà em cảm thấy mình có thể hòa nhập được với mọi người ở ngoài xã hội. Lúc mà còn ở nhà với mẹ em thì em sẽ luôn ra ngoài và em luôn đi ra quán nước một mình. Còn sau này khi mà em ở riêng rồi á thì em chỉ ở trong nhà thôi, em chỉ trong phòng em thôi, hoặc là em chỉ ở với bạn trai của em, có đi đâu thì cũng đi với bạn. Em cảm thấy là em rất dễ bị tác động bởi những cái lời nói vô tình khiến em cảm thấy em bị xúc phạm. Ví dụ như có lần em đi chơi với gia đình của bạn trai em, thì ba của bạn ấy có nhắc tới người Bắc như thế này như thế kia. Sau đó em về thì em có nói lại với bạn em là tại sao ba anh lại nói như vậy, trong khi em là người Bắc, cả nhà em cũng là người Bắc. Rồi bạn em lại kể với mẹ của bạn ấy, và em lại yêu cầu cái sự xin lỗi từ gia đình bạn đó, cho nên là mẹ bạn đó lại giận em. Giận thì cũng cách mặt. Cái việc mà mình bị yếu thế kéo dài trong mối quan hệ với mẹ, mình trở thành một cái nạn nhân của bạo hành, của sự tấn công, nó khiến cho con người hiện giờ của em sẵn sàng xù lông nhím với bất cứ ai, với bất cứ những cái chuyện nào mà thực ra về bản chất là nó cũng chưa đáng để mình phải tự bảo vệ tới như vậy. Nhưng mà em dồn những cái năng lượng của những cái chuyện trước đó trên một cái mối quan hệ với người khác để chuyển di qua bên này. Tại vì với mẹ em thì em không xử lý được, em không nói lại được, em cũng không đủ mạnh mẽ để em thoát ra được. Nhưng với mối quan hệ của bạn trai thì tự dưng em thấy là mình cũng có vị thế. Và với cái vị thế này mình bắt đầu đòi quyền lợi nó nhiều hơn với cái mức mà đáng lý ra nó nên có. Từ đó nó dẫn đến cái việc là người ta cũng thấy em vô lý, người ta cũng thấy em là một người cũng có một cái sự hành xử quá quá. Rồi từ đó có thể là có rất nhiều những cái rắc rối kéo theo. Hai đứa lại cãi nhau. Em quen bạn trai hiện tại bao nhiêu lâu rồi? Dạ 5 năm. Vậy tại sao không chia tay? Tại bạn thương em. Bạn cũng hiểu là em đã trải qua quá nhiều chuyện cho nên em mới hành xử như vậy. Bạn cũng cố gắng giải quyết trong mức khả năng của bạn đó để hàn gắn lại mối quan hệ giữa em và gia đình. Thì tới bây giờ mọi thứ nó đang dần ổn định, nó đang tốt hơn một xíu. Các bạn quen nhau 5 năm, các bạn nói lời chia tay với nhau bao nhiêu lần? Nhiều lắm, mà chắc là chỉ là em thôi. Rồi sau đó ai là người làm hòa? Bạn em. Có khi nào em lo lắng về cái việc là bạn ấy cũng sẽ bị mệt mỏi trong mối quan hệ này không? Em biết bạn không mệt, nhưng mà sau đó em bình tĩnh lại thì em biết là em không có ổn. Và em cần một người nào đó để mà có thể dắt em đi ra cái khỏi ám ảnh của em. Công việc của em hiện giờ là gì Vân? Em dạy học gia sư. Bây giờ em đang cố tìm cái công việc nào khác để mà em có thể lên công ty, em tiếp xúc với nhiều người hơn, em tiếp xúc với bên ngoài hơn. Ngoài thời gian em đi dạy học tại nhà thì thời gian còn lại em làm gì? Em tìm đủ thứ trò em làm, em coi YouTube về những cái chương trình của chị hoặc là của những người khác. Những thứ mà làm khiến em cảm thấy em có một lời giải thích cho những cái tâm lý của em, em sẽ nghe. Hoặc là những cái mà nó làm dịu cái đầu em lại thì em sẽ coi. Em thích nghe như vậy để làm chi? Để em tự thỏa hiệp với cái tình trạng hiện tại của mình á, là theo kiểu là tôi chưa cần phải có công việc tốt hơn, tôi không thể làm một công việc tốt hơn, tôi không cần phải gặp ai hết, tôi có một cái mối quan hệ như vậy, tôi ở trong tình trạng này là nó bình thường lắm, là tại vì tôi bị tổn thương mà. Em cũng cố gắng em thoát ra, em tìm nhiều cách để em thoát ra. Cách đầu tiên đó là đừng nghe mấy cái talk show đó nữa. Là không nghe chị nữa. Hoàn toàn có thể. Bởi vì nó đang khiến cho em hợp thức hóa cái việc mà mình ở trong cái chăn của cái sự tổn thương đó. Mình chui rút vô cái chăn đó, mình ấp mình ở trong đó. Trong khi đáng lý ra cái việc em cần làm là em phải tung cái chăn đó ra, em bước xuống giường. Nhưng mà khi mình nghe những cái điều đó, mình cảm thấy cái chăn này nó ấm, hợp lý, yên ổn cuộc đời. Thấy tôi hợp lý ghê không? Mình cho phép bản thân mình không có hành động nào khác. Chị hỏi thật nha, có khi nào em sợ rằng là cái việc gắn bó giữa em với bạn trai em nó như một thói quen không?
bạn đó cũng cảm thấy nếu rời ra khỏi em có thể lại để lại một hậu quả nghiêm trọng, nên là mọi chuyện trôi qua thì thôi mình cứ để như vậy đi. Có khi nào em có cái suy nghĩ đó? Em chỉ cảm thấy là em là gánh nặng cho bạn. Lúc mà em hỏi là sao anh không có đi đi, anh ở lại với em làm cái gì, em đâu có đủ ổn để mà yêu thương anh. Em yêu thương em còn chưa xong. Em yêu thương em còn chưa xong. Bạn trả lời em sao? Bạn bảo là tại vì anh thương em. Mà em... Em tin không? Chắc là em muốn tin. Nhưng mà em chỉ muốn là em có thể tốt hơn thôi. Cái câu anh thương em á, đôi khi nó cũng là một cái câu đúng nghĩa đen thật. Nhưng đôi khi người ta cũng không biết phải trả lời cái gì, thì thôi người ta cứ nói một cái lý do như vậy. Chỉ muốn em hiểu được một chuyện rằng ngoài em ra không ai giải quyết được chuyện này. Dạ em hiểu. Và cái thứ hai là nếu như em không giải quyết thì thực sự những cái câu chuyện sắp tới nó khủng khiếp. Và tình thương của ai dành cho em nó cũng có giới hạn hết á. Đừng bao giờ tin vào một cái câu đó là tình yêu vô điều kiện. Chẳng qua cái điều kiện của nó đôi khi không phải là tiền bạc thôi, chứ phải có điều kiện. Ví dụ tôi yêu cái người đó, tôi không có cần người đó cho tôi tiền, nhưng người đó phải cho tôi sự bình an chứ, là một dạng điều kiện. Điều đó có nghĩa là bạn trai em cũng sẽ phải có một cái tình yêu có điều kiện như vậy với em. Và đôi khi điều kiện đó là gì? Là em hồi phục, em tích cực, em suy nghĩ nó thoáng hơn, và nó ở phía trước, chứ nó không phải là bị trì kéo vào cái quá khứ đã qua. Nhưng mà em, nếu em không làm gì cả thì cái điều kiện đó là cái điều kiện không đáp ứng được cái tình cảm mà bạn trai em dành cho em. Em cố gắng làm rất nhiều và em nghĩ cái... Em làm gì nè? Em làm đúng với những thứ nãy giờ em tả với chị hả? Không, em nghĩ là cái mấu chốt của em là ở mẹ em, cho nên là em cố gắng giải quyết mọi thứ với mẹ em. Em không giải quyết được cái gì với mẹ em hết, đó là điều chắc chắn. Bây giờ việc duy nhất mà em có thể giải quyết trên mẹ em là gì? Là chấp nhận một người mẹ nhiều tổn thương, nhiều sai lầm. Chấp nhận rằng trên đời này mình buộc phải có nhân duyên mẹ con với cái người này. Chấp nhận rằng mình là con thì sẽ có những cái chuyện thuộc về hiếu đạo, mà trong khả năng của mình sẽ làm cho mẹ. Vì lỡ làm mẹ con với nhau ở cái kiếp này rồi, chứ nó không phải là việc mẹ phải thay đổi để em được vá lành cái vết thương trong quá khứ. Mẹ em muốn thay đổi được gì hết á. Và vì em vẫn còn ngồi em kỳ vọng cái việc là mình phải giải quyết cái gì đó với mẹ, cho nên câu chuyện của em nó dậm chân tại chỗ, nó không có lối ra. Hiểu ý chị không? Tại vì em với mẹ em có vấn đề gì đâu. Cái bi kịch của mẹ em đâu phải là do em gây ra. Chỉ có mẹ em gây ra những trận đòn cho em thôi. Vậy bây giờ em ngồi em nói chuyện với mẹ em muốn mẹ em nói gì bây giờ? Em muốn mẹ em xin lỗi em vì mẹ em đã từng bạo hành em hả? Em nghĩ mẹ em làm được không? Em chỉ muốn mẹ em, với những cái suy nghĩ của em, những cái tâm sự của em, mẹ em có thể hiểu em. Nhưng mẹ em không làm được. Em nghĩ là mẹ em không hiểu à? Mẹ em không chấp nhận suy nghĩ đó của em. À vậy thì được rồi. Cho nên giữa cái chuyện người ta hiểu với cái chuyện là người ta trắc ẩn với em và người ta thay đổi hành vi, nó là ba câu chuyện khác nhau. Mẹ em hiểu em là một đứa trẻ bị đòn chứ, tại vì đòn đó mẹ em đánh cho ai đánh, đâu cần phải đi xác minh đâu. Mẹ em hiểu em là một đứa trẻ gầy gò ốm yếu về thể chất chứ, tại vì mẹ em là người đẻ ra em chứ ai đẻ. Mẹ em là người bị tắc sữa mà. Mẹ em hiểu hết á. Nhưng em trong cái trải nghiệm cuộc sống của mẹ em được định nghĩa là gì? Được định nghĩa đó là một sự thất bại. Và cái việc bà đánh em đó là việc bà muốn từ chối cái sự thất bại này. Cái sự thất bại trên một người chồng, bà có nhiều nỗi đau. Sự thất bại trên vai trò của một người mẹ nuôi hoài con nó không lớn. Sự thất bại trong vai trò của một người phụ nữ quyền lực là nói con mình nó không nghe. Và đó là lý do mẹ em thực hiện đòn roi với em. Có nghĩa là khi chị nói tới đây nè, chị chỉ mong Vân hiểu một điều rằng á, việc em cần làm sắp tới nó nhiều lắm, nhưng không phải là làm trên mẹ em. Nên bỏ cái kỳ vọng đó đi. Không phải là việc mình giải quyết tổn thương của mình trên cái việc là mẹ sẽ có một cái sự thay đổi nào đó. Mà sự thay đổi phải nằm ở chỗ của em, chứ không phải là ở chỗ của mẹ. Dĩ nhiên nếu như mà mẹ bây giờ tự nhiên mẹ sáng suốt, mẹ thấu hiểu mọi chuyện trên đời thì trời ơi, nó quá tốt, cái chuyện đó nó xuất sắc. Nhưng mà bây giờ em muốn bước ra khỏi những cái tổn thương đó và cải thiện cái chất lượng cuộc sống của em á, thì cái người hành động phải là em chứ không phải là mẹ. Em hành động cái gì? Một
Em kiểm tra cho chị một ngày 24 giờ em có múi giờ nào cho việc vận động không? Em tập yoga, em đi bộ, em đi bơi, em chơi cầu lông. Xỏ đôi giày vô đi bộ là bớt, là ít tốn tiền nhất luôn, là không cần tốn tiền luôn. Cái quan trọng là em có kỷ luật để làm hay không. Cái khó nhất của cái việc chúng ta vượt ra khỏi những chấn thương đó là chúng ta có đủ ý chí để ra khỏi nó hay không. Chứ con đường không có thiếu đâu, nhưng em có dám đi không? Em có chịu đi và đi một cách kỷ luật hay không? Vậy thì chọn cho mình một cái múi giờ vận động trong một ngày đi. Bởi vì nó giải quyết giấc ngủ cho em nè, nó giải quyết thể trạng cho em nè, nó giải phóng những cái năng lượng xấu trong con người của em nè. Và nó tốt hơn rất nhiều so với việc em ngồi ở nhà một chỗ, em mở YouTube lên em coi. Em đặt lịch cho mình vào những cái bữa ăn mà mình tự nấu. Tại vì bây giờ em vẫn còn đang ở nhà mà, ăn gì cũng được, ăn gì cũng vui là được. Tham gia một cái công việc mà ở đó nó có cái tính quy củ hơn. Giống như em nói, em muốn lên công ty tìm việc đi. Thậm chí em đi làm thu ngân cho một cái cửa hàng tiện lợi cũng được nữa, trong lúc mình chưa tìm được cái việc đúng với chuyên môn của mình. Nhưng cái điều quan trọng là gì? Là mình ở trong tâm thế của một người lao động, có quy tắc của tổ chức, có mặc đồng phục, có đối tượng để mình đi phục vụ. Tức là mình được gia nhập vào đời sống xã hội một cách bài bản. Trong lúc mình không biết làm gì thì mình làm theo đúng quy định của công ty, cũng là một cái cách để mình có thể tìm lại cái sự tự tin. Chứ còn nếu như mà em không làm gì hết, rồi cũng không ai bày cho em làm gì hết, thì em cũng không biết làm gì, đúng không? À, thì bây giờ mình đi làm cái công việc gì đó mà mình cứ theo quy định mình làm. Em thực hành ba cái đó cho chị đi, để mình thấy được rằng là mình vẫn đang có ích nè, mình vẫn đang năng động nè, sức khỏe mình được cải thiện nè, sự chủ động của mình có nè. Nó sẽ giải phóng được phần nào cái việc u uất của em, để cái mối quan hệ giữa em với bạn trai em nó thực sự tích cực. Với mẹ, em đã sống riêng rồi mà, thì bây giờ cũng không cần thiết phải có thêm những cái giải thích nào đâu. Em hãy cứ quan tâm mẹ theo đúng khả năng của em thôi. Gửi cho mẹ một món ăn mẹ thích, nhắn tin cho mẹ những lúc mà mình cảm thấy mình muốn nói với mẹ vài câu, mua cho mẹ một bộ đồ mới nếu như nó nằm trong khả năng kinh tế của em. Không cần phải hỏi nhau về chuyện quá khứ nữa, bởi vì mẹ em thừa biết em tổn thương mà. Bởi vì em phải hiểu rằng mẹ em không dừng lại được việc đó. Điều này không có nghĩa là chị nói mẹ em đúng. Mẹ em đương nhiên sai rồi, nãy giờ không cần bàn tới chuyện đó đâu. Nhưng mà nếu như em đòi hỏi mẹ em phải ý thức được rằng mẹ đang sai và mẹ đừng có làm chuyện đó nữa, thì đây là một cái đòi hỏi vô lý. Tại vì nếu như mẹ em biết mẹ em sai á, thì mẹ em đã không làm luôn rồi. Người ta không bao giờ nhận thấy việc người ta làm là sai hết. Người ta có hai cách để hành động thôi Vân. Một, đó là thay hoàn cảnh. Vậy thì muốn thấy cái hoàn cảnh đó là cái hoàn cảnh nó bất lợi cho mình, thì việc của mình là chủ động đừng có bước vô cái hoàn cảnh đó. Ví dụ đừng gây chuyện với mẹ nữa, đừng nói nhiều chuyện phức tạp với mẹ nữa. 27 năm trong cuộc đời đủ kinh nghiệm để hiểu là nói chuyện gì bị chửi và nói chuyện gì không bị chửi mà. Cho nên thôi bớt nói chuyện bị chửi lại, mặc dù hợp lý nhưng mà thôi bớt nói. Chuyện thứ hai người ta có thể làm, đó là khi người ta không thay đổi được hoàn cảnh, có nghĩa là chị ơi cái chuyện đó mẹ em chửi thôi chứ em cũng đâu có làm được cái gì, thì người ta thay đổi được thái độ. Thái độ của em là đọc cho vui thôi hết, không rép tin nhắn. Thái độ của em đó là thôi mẹ bực mẹ ở đây con đi về, mình đang ở riêng mà, không cần nói thoại tiếp. Mình có việc làm, mình tự lập kinh tế, mình thể dục thể thao đều đặn, mình có những mối quan hệ khỏe mạnh, mình sống một cái cuộc sống quy củ, mình thấy cuộc đời mình rõ ràng rành mạch. Mà lo làm cuộc đời nó không hết giờ, bận rộn nhiều lắm rồi. Với mẹ thì giữ đúng cái hiếu đạo bình thường trong khả năng của mình. Ngoài những thứ em cần phải thực hành trên cuộc sống của em, đó là thể dục thể thao ha, có công việc ổn định ha, rồi có một cái nếp sống quy củ ha, thì nó còn một thứ nữa rất quan trọng, đó là cái quan hệ giữa em với bạn trai em nó phải đâu ra đó, thì em mới có cảm giác an toàn. Mẹ em chưa muốn cưới đó, mà em lại muốn đó. Mà nếu như em muốn thì em phải cho bạn ấy thấy em là một cô gái có cuộc sống chất lượng, không có một đứa con trai nào nó muốn mang vô bản thân nó một cái sự rắc rối hết. Nếu có thì cũng như một dạng trang sức để nó flex với bạn đồng trang lứa. Mày thấy tao ngầu chưa? Tao là một cái đứa là cũng như là cũng có một cái đứa người yêu khó chịu này kia kia nọ đó, mà tao vẫn cân được. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở người yêu thôi, chứ người ta không có quyết định xa hơn. Muốn quyết định xa hơn, em phải cho họ thấy cuộc sống của em đủ bình an để họ có một người vợ bình an. Vậy thì bây giờ tập trung vào việc cải thiện cuộc sống của mình đi em. Bớt nghe podcast chữa lành lại, nó không có chữa được gì đâu.
Nó chỉ cho em uống thuốc giảm đau thôi đó. Nhưng mà vết thương nó vẫn hoại tử mỗi ngày. Nếu như trong đó cảm thấy cũng có những podcast của chị nha chị, được quyền không nghe luôn. Muốn nghe thì bây giờ về phải thực hành, vận động, công việc, có mối quan hệ xã hội tích cực, kinh tế vững vàng. Mỗi ngày trôi qua mình có những cái công việc có ý nghĩa. Mình cứ tập trung vào cái việc đó là mình gọi là vun bồi tốt cái bản thân của mình đi. Dạ. Thì tự dưng những cái gì mà nó đã rất là xấu xí trong quá khứ thì nó sẽ được xếp gọn lại ở đó. Mình cũng không cần phải ép bản thân mình quên đâu. Sao mà quên được? Tụi mình có bị chấn thương não bộ đâu mà đòi phải quên ký ức. Dạ. Nhưng mà nó sẽ là ký ức là được rồi. Cuộc sống hiện tại nó tốt hơn. Vậy thôi. Ai đó thay đổi hay không thực ra là việc của họ. Em cũng không bắt người ta làm được. Nhưng mà em thay đổi hay không đó là cái chuyện của em rồi đó. Hy vọng là sau ngày hôm nay thì em sẽ thực sự nghiêm túc thực hành với cái hành trình vun bồi bản thân của mình, để mình giữ lại những cái gì nó đang rất là cần thiết đối với em. Còn khán giả thì chị tin rằng là nếu như đang trong vai trò là cha mẹ thì mọi người cũng có thể sẽ phải có những cái suy ngẫm nhất định với cái câu chuyện ngày hôm nay. Bạn trẻ nào không may trưởng thành trong một bối cảnh nhiều bạo hành thì cũng hy vọng là các bạn sẽ hiểu rằng có những thứ mà mình sẽ phải biết cách xếp lại bằng những cái hoạt động thực tế mỗi ngày. Ai đang ở trong một mối quan hệ mà đối phương của mình là một người chịu nhiều tổn thương thì cũng phải hiểu rằng mình cũng sẽ có bị ảnh hưởng nhất định. Thế thì cũng phải chắc chắn về cái tình yêu của mình để có thể đi tiếp với họ. Và... nha anh ơi, họ tên, tuổi, công việc, quê quán nha, nơi ở hiện tại của mình. Dạ, em tên là Nguyễn Công Ngọc, quê của em ở Nghệ An. Rồi mình sinh năm nhiêu ạ? Năm 1991 ạ. Nguyễn Công Ngọc 1991 hả? Dạ. Quê mình Nghệ An, hiện tại mình đang sống ở đâu Ngọc? Dạ, em đang sống ở Bình Dương ạ. Rồi, Nghệ An, Bình Dương. Hiện tại thì em đang làm công việc gì? À, em đang làm bên nghề thạch cao chị. Làm nghề thạch cao, với em là thợ đi làm thạch cao, ốp trần các thứ hả? Dạ vâng. Là thợ thôi, thợ đi làm cho chủ thôi đúng không? Vâng. Ừ. Mình làm công việc này lâu chưa? Dạ em làm được 8 năm rồi. 8 năm. Rồi, cái thu nhập hiện tại của mình ổn không ha Ngọc ha? Dạ thì cũng tạm ổn chị ạ. Tạm ổn là khoảng bao nhiêu một tháng? 12 triệu một tháng. Ừ. Trong này em có đất có nhà gì chưa hay là em vẫn đang ở nhà trọ? Dạ em đang ở trọ. Ừ. Gia đình em có ai ở trong này với em không? Dạ không. Là có một mình ở đây thôi. Dạ vâng. Ừ. Kế hoạch tương lai của em thì em có sống tại đây không hay là em sẽ về ngoài quê? Hiện tại thì em đã có đất ở quê rồi á, nhưng mà tương lai thì em cũng chưa biết được gì. Ừ. Là đi làm là có tiền tích cóp một đất ở quê rồi đó hả? Rồi. Rồi bây giờ là cái điểm mạnh điểm yếu của em là gì ha Ngọc? Em là người vui vẻ hòa đồng á, dễ gần. Còn cái nhược điểm của em là dễ tin người quá. Có năng khiếu tài lẻ gì không? Hát hò gì không? Nãy nói vui vẻ mà sao cái mặt căng quá. Dạ tại thần đó. Chưa lúc nào mà em. Em sao? Chương trình nên là hơi ngại xíu á. Rồi ai cũng lần đầu em ơi. Mà mấy bạn kia lần đầu là bạn bung tới nóc luôn á. Dạ. Tại em đang ở trong công trường á, cho nên là... Ừ. Thường là em sẽ đi làm tất cả các công trình luôn hả? Từ dân dụng nhà dân cho tới những công trình lớn luôn hả? Hay sao? Dạ vâng ạ. Ừ. Làm kinh nghiệm 8 năm như vậy rồi có tính ra làm riêng không? Có chứ chị, hiện tại thì em với một anh nữa là đang làm, gọi là đang dạng như kiểu là anh em cùng chia ấy. Mà hiện tại là cái này là em đang làm chung với người ta, tức là hai anh em cùng nhận công trình về làm đúng không? Vâng. Chứ không phải là đi làm thuê đúng không? Dạ. Yeah. Ừ. Rồi, thế cũng làm chủ chứ bộ. Yeah. Thì cũng gọi là chưa lên chủ chị, gọi là mình bây giờ mới ra. Thì vậy thôi, cứ nghĩ mình là chủ đi thì mình sẽ dần dần mình phấn đấu. Yeah. Điểm yếu là nãy em nói là em dễ hay tin người, dễ bị lừa, thì là đã có cái cú lừa nào gọi là nặng nề chưa?
thì em có nhiều đấy chị, em bị người ta mượn tiền sau cuối cùng người ta không trả luôn ấy. Có bị lừa tình không? Có chị, em đã đăng ký với chương trình là em là lấy vợ rồi mà. Không, lấy vợ đấy là chuyện lấy vợ, là lấy vợ ly hôn thì là chuyện bình thường, hai bên đến với nhau xong ly hôn, còn bây giờ là em bị lừa luôn hả, hay là sao? Vâng đúng rồi chị. Lừa như thế nào kể chị nghe xem nào. Thì hai vợ chồng em là cưới từ 2017, cũng có được một cháu rồi, hiện cháu đang ở với ông bà nội ở quê á. Em cũng không biết là chuyện gì, hai vợ chồng vẫn đi làm bình thường, vợ nó vẫn đi làm công ty, nhưng sau đó một thời gian á, ông ngoại ốm là vợ em về quê ở Trăm Ông á. Đến lúc ông vợ đến lúc vào là em thấy khác lắm, khác nhiều cái khác, từ từ thay đổi hoàn toàn bản thân luôn á. Sau đó là Sao sao đang nghe nghe nhỏ quá. hôm có một lần hôm là em đi làm á, đi làm về thấy vợ em đang hát karaoke mà live ở trên TikTok á. Thế là hôm đó về không hỏi em cũng không gì, và dần kiểu giống như người xa lạ á. Thế là em bực bội lên máy, rồi hai vợ chồng cãi nhau là cái đồ bỏ đi luôn đến giờ. Là em đơn phương ly hôn hả? Dạ vâng, Là mấy năm rồi? được một năm, hơn một năm thì Tức là lấy cớ đấy để giận giận nhau với em xong rồi bỏ đi luôn. không về cũng không liên lạc với gia đình hai bên luôn ạ. Bỏ con luôn. Dạ vâng, Vậy là em vợ em bỏ đi bao nhiêu lâu thì bắt đầu là em ra tòa ly hôn? đã được 6 tháng. Là 6 tháng là em ra tòa ly hôn, là ra tòa triệu tập mấy lần là cô ấy không về cho nên là tòa quyết định xử ly hôn. Là không có liên lạc gì với cả nội ngoại luôn hả? Dạ không luôn, cắt hết liên lạc, chặn mọi liên lạc hết luôn ạ. Là đến giờ cũng không ai biết cô ấy đang ở đâu như thế nào, bố ba mẹ vợ của em cũng không biết luôn. Dạ em thì cũng không biết, em cũng chỉ nghe là ông bà ngoại bảo là không gọi điện về, chứ em cũng không biết người ta nói thật lời em không biết, tại vì gia đình ở cách xa nhau. Vậy là con hiện tại là đang sống cùng với phía em, tức là tòa cũng xử cho là em được quyền nuôi con. Và ở với ông bà nội. Dạ vâng. Nên là mỗi tháng đi làm về là gửi tiền về cho ông bà nuôi con cho em. Dạ vâng. Rồi, vậy là cách đây là hơn một năm rồi hả? Vậy là con em mấy tuổi rồi? Con được hơn 4 tuổi rồi. Vậy là em cũng cưới mấy năm rồi em mới sinh con mà đúng không? Dạ tại em hai vợ chồng bị mất á, là mới có con muộn sau này. Là sao? Ý là cũng Là có được trước cũng mất một bé rồi hả? vâng. Nên là bây giờ là em mong muốn tìm một cái người như thế nào? Thì em cũng nhờ chương trình mà tìm được cho em, tìm ra một người cũng nhận được là hiểu được hoàn cảnh của em như vậy. Là bây giờ em nuôi con nhỏ vậy, có ai hiểu hoàn cảnh của em thì chương trình có thể giới thiệu giúp em được. Tức là cùng hoàn cảnh ly hôn với em, chấp nhận em đang có con đúng không? Rồi người ta cũng có con được không? Chả được, bình thường thì em đâu có con quan trọng gì đó đâu chị. Rồi, bạn gái thì về tuổi tác thì như thế nào? Em là sinh năm 91, là ba ba một là ít hơn cùng tuổi thành nhiều hơn cũng được, không sao, Nhiều hơn tối đa mấy tuổi thì em có thể chấp nhận. 2 đến 3 tuổi được. Quê quán em có yêu cầu không? Nếu mà được thì miền Trung quê em thì được. Nếu ưu tiên miền Trung đúng không? Ừ, nhưng mà nếu mà không có thì miền Nam cũng được, trong miền Bắc cũng được, nhưng mà
Miền Nam. Nói chung là ưu tiên thôi, còn lại thì không, thì ở đâu cũng được đúng không? Dạ. Về tính cách thì em thích những bạn gái có tính cách như thế nào? Em thì là người gần vui vẻ với hoạt động lắm, nên là em mọi người là cũng giống như em á, nhưng mà nói chung là không giống tất cả đâu, nhưng mà nói chung là cũng đừng có gọi là khó tính quá này, rồi cái hiểu được cái em mà tìm hiểu được cái tính của em. Em có thuộc tuyết kỹ tính hay là khó tính gì không? Dạ không, em thì có một cái đó là cái gì? Là em ở sạch hả? Vâng, em ở cách tính nhà em sạch. Lâu lắm. Ngày quét nhà bao nhiêu lần? Nếu mà đi làm thì sáng rồi là chiều rồi là tối rồi sáng mai dậy. Còn nếu ở nhà thì chắc cũng được tầm chục lần. Nói chung là nếu mà đi làm là ngày quét nhà 3 lần, còn ngày nào mà ở nhà là cứ thấy nhà có hạt bụi là quét. Không, có thể không ăn cơm nhưng không thể không quét nhà. Dạ vâng. Nên là nhiều lúc giống như vợ trước của em á, vợ của em á cũng lúc nào cũng nói em là bảo kỹ nhưng mà kỹ quá. Tại vì quét nhà chăm, chăm quét nhà còn hơn là chăm vợ hả? Dạ không phải, thì đều như nhau, nhưng mà ý là em, cái tính của em nó kỹ vậy rồi ấy, làm cái gì em cũng kỹ. Rồi nấu ăn nấu uống được không? Dạ có, em nấu ăn được. Nấu ăn được đúng không? Nhưng mà bạn gái không được sạch như em, ngày không quét nhà được 10 lần như em rồi được không? Không, không sao chị, ví dụ như vợ không làm thì chồng làm thì có gì đâu. Nhưng mà nói chung bạn gái cũng phải sạch sạch tí chứ đừng có kiểu bừa bộn quá, em phải dọn theo nó mệt thôi đúng không? Dạ vâng ạ. Ok. Em cao mét bao nhiêu vậy Ngọc? Em cao 1m7 ạ. Bạn gái cao bao nhiêu thì được? Thì tầm khoảng từ khoảng 1m5 trở lên là được. Em không quan trọng cao. Em chả quan trọng chiều cao hay là về bề ngoài, cái điều quan trọng là tính cách với đối nhân xử thế như thế nào đó. Ok. Rồi ok, cảm ơn em nha. Hôm nay phỏng vấn sơ lược thôi, có người phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ với em nha. Dạ vâng. Dạ. Ok, em xong rồi đó. Dạ vâng, em chào chị ạ. Em chia sẻ nội dung của em hả chị? Rồi mình chia sẻ về bản thân đi ạ, tên tuổi, công việc, quê quán, nơi ở hiện tại của mình đi ạ. Dạ, tên là Đoàn Văn Ti ạ. Đoàn Văn Ti hả? Dạ, đúng rồi ạ. Rồi, Đoàn Văn Ti. Rồi, anh Ti sinh năm bao nhiêu ạ? À, sinh năm 1988 ạ. 1988 hả? Dạ. Rồi, quê mình ở đâu và mình đang sống ở đâu ha? Dạ, ở tổ 12 Phương Thị Phương ạ, thị xã Thị ạ. Tỉnh Thừa Thiên Huế hả? Dạ. Hiện tại mình đang sống ở Huế luôn hả? Dạ. Rồi chương trình ghi hình tại thành phố Hồ Chí Minh thì mình vào được không? Dạ được. Rồi mình đang làm công việc gì hả Ti? Dạ em đang làm bảo vệ ngân hàng của ngân hàng quân đội. Bảo vệ ngân hàng quân đội. Dạ. Em bê bánh hả? Dạ em đi. Rồi. Là bảo vệ, là bảo vệ ở ở chi nhánh hay là mình là đi theo mấy cái xe chở tiền hay là sao? Dạ phòng giao dịch đều vẫn đi xe tiền ạ. Đi đâu, đi đâu? Dạ đi đưa tiền lên chiều sáng thì đưa về chiều đi đưa lên lại ạ. Chi nhánh đưa tiền hả? Dạ đúng rồi ạ. Mà từ đưa tiền từ hội sở đi xuống chi nhánh hả? Dạ đúng rồi ạ. À, là mình là đi theo cái xe tiền đó. Dạ. À, đi mang đi theo xe tiền có hồi hộp không? Dạ mới đầu thì cũng phối hợp những 600 vé anh chị nữa. Đi cái đấy thì có cần phải kỹ năng gì không? Ví dụ như võ này, ví dụ như kỹ năng phòng vệ các thứ thì mình có phải học không? Dạ có. Là mình muốn võ được hả? Dạ không, vai nó vai chiếu sở trường đó chị nữa. Là sao? Thì đi theo xe tiền là mỗi ngày là xe tiền chở từ hội sở đi xuống chi nhánh là nhiều tiền lắm đúng không? Dạ không, cũng nhiều, mỗi ngày khoảng 7-8 triệu gì đó thôi ạ. À, 7-8 triệu thôi.
Là xong bắt đầu cuối ngày là bắt đầu tổng kết không hết cái số 7-800 triệu đó thì lại trở ngược về để bỏ vào hội sở. Dạ đúng rồi ạ. Rồi, vậy là có biết võ không? Chốt lại là có biết võ Dạ biết một kỹ năng. không? Võ gì? Karate. Karate, đai gì rồi? Nhà đại một đầu tiên ạ. Hả? Trên đại đẹp. Đai đen hả? Rồi, về điểm mạnh điểm yếu của ti là gì ha? Điểm mạnh là do việc nhà trồng cây với thân thiện và chăm chỉ ạ. Dạ. Điểm yếu. Còn điểm yếu là gì? Mềm lòng và ít nói khi gặp người lạ. Dạ. Tình trường của em thì sao Tý? Em có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có hai. Em có 2 mối tình, đã kết hôn lần nào chưa? Dạ chị ạ. Dạ. Rồi 2 mối tình này chia sẻ chị nghe xem là được bao nhiêu lâu này, tại sao chia tay này? Tin đâu em theo người họ cũng sau bài hát đó xong thì cũng ngỏ lời nhưng họ chưa đúng, họ không đồng ý xong thì cũng thời gian xong thì vì công việc của em đổi vị trí cho nên hai người xa cách nhau và dần dần không còn liên lạc. Còn mối tình thứ hai thì thời gian mà kêu cũng lâu đi chơi cũng nhiều với trò tặng hoa bởi đi chơi cũng nhiều. Rồi, bây giờ mình muốn tìm mẫu người như thế nào? Vậy nhìn là được thôi ạ. Dễ nhìn là như thế nào, dễ nhìn. Là nghĩa là không không mập quá là hoặc là không đẹp quá là được ạ. Em chủ động em chia sẻ đi, mẫu người của em là gì? Dạ mà người quen của em là hiền lành và tốt bụng là được ạ. Nếu năng khiếu của cô ấy mà biết nấu ăn đồ thì càng tốt, còn không thì em sẽ giúp bạn. Rồi. Độ tuổi thì khoảng 27 hoặc 35 tuổi trở lên ạ. Em đang sống ở Huế, em sống với ai? Dạ em đang sống ở cùng với ba mẹ. Sống cùng ba mẹ. Rồi có làm dâu không? Bạn gái có phải làm dâu không? Rồi có phải ví dụ như em đang ở Huế đi thì là bạn gái cũng phải đang ở Huế hay sao? Ở Huế hoặc các tỉnh miền Trung lên tỉnh là cũng được ạ. Dạ, nếu chưa được ở Huế thì càng tốt ạ. Dạ. Rồi, ok, cảm ơn Ti ha. Hôm nay phỏng vấn sơ lược thôi, có lịch ghi hình phù hợp thì chương trình sẽ báo với em nha. Dạ. Dạ rồi, nhưng mà anh nhớ gửi giùm em những thông tin cơ bản của anh nha, như là họ, tên, tuổi, nghề nghiệp và anh đang ở đâu. Dạ. Lê Đình Quy ở Bến Tre. Đó, làm việc ở Cần Thơ. Quê ở Bến Tre nhưng đang làm việc ở Cần Thơ. Dạ. Anh Huy nè, sinh năm bao nhiêu? 1980. Anh Huy đang làm tài xế hả? Dạ. Dạ, tài xế này là mình chở khách hay chở người nha anh? Dạ ngày chở tình lên nói chuyện có khi chở khách cũng có mà có khi chở hàng cũng có nữa tại ngày công ty tư nhân. À, mình lái xe cho công ty. Rồi, nổi Cần Thơ, lộ nổi Mình ai? Nổi Cần Thơ luôn chưa? được 4 năm rồi.
Ừ, Công ty. trước làm là ở đó luôn anh. Điểm mạnh điểm yếu của mình nhanh thôi, mình chia sẻ về điểm mạnh điểm yếu của mình nha. À, cũng mạnh với em mà xin mong thôi. Cuộc điểm yếu là anh chết đâu chứ đâu gì. Tài xế đi tới đi lui gặp nhiều người mà nhút nhát vậy. À, vậy chứ đâu có tiếp xúc ai nhiều đâu chị ơi. À, có thể không anh như có hát hay gì không? Dạ Anh có tài lẻ gì không? Có biết hát không? không Nào tài xế chạy xe có nghe nhạc thôi. Em thấy anh tài xế trên xe là mở nhạc 24/24 luôn ạ. dạ có tại đang trò chuyện với anh chị đâu có lúc Rồi mình hát đoạn máy em không biết khác đâu. vậy mình à, anh hơi chia sẻ giùm em được tình duyên của anh Huy nha. Anh trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có một tờ vợ rồi ly dị rồi ly dị này được 10 năm rồi, Ừ, mình có con chưa anh? một đứa con 14 tuổi, Dạ, con bé, bé gái hay bé trai anh? bé trai thì đang nuôi. À, bé trai đang ở với anh luôn. Còn hai đứa chồng mình ly hôn. Tại cái ngày tại đi tối ngày À, lúc ly hôn thì chị có muốn quay lại hay là có muốn xin lỗi anh không, hay là nói ly hôn cái là mình ly hôn luôn? nó như thôi tài không đi không đi không. Giờ chị có đang ở nhà anh, gần nhà anh không, hay là chị bỏ đi luôn rồi? À, cái bình nhẹ. Ừ, tại hôm đó là lúc mình ly dị thì anh nhận nuôi bé trai hả, hay là chị không nuôi? À, tôi nhận nuôi. Từ lúc ly hôn đến nay thì anh có tìm hiểu thêm người nào khác Do tập trung vô làm kiếm chuyện từ nuôi con. không? Ừ. Và anh kiếm tiền là giờ đủ để lấy vợ mới chưa? Dạ, đủ rồi. Đủ rồi hả? Nhà cửa có chưa anh? Có Nhà ở Bến Tre hay là nhà ở Cần Thơ? ở Cần Thơ cũng có cái nhà, Bến Tre cũng có cái nhà nữa. À, dữ gì trời. Trời. Nhà Bến Tre là mua hồi vợ cũ tại Nhà công ty Cần Thơ xuống làm là mới mua nhà sao đây học anh? chợ mua tại ghép á Ừ. mua. Rồi, vậy mẫu người là bạn gái mà anh mong muốn thì như thế nào? Về tính cách, về ngoại hình. Dễ nhìn được rồi, biết lo gia đình với cho con Ừ. Rồi ví dụ như cái chị gái đó thì cũng đã lập gia đình, đã ly hôn mà có con, thì anh có ngại chị đó không gì bình thường. là kinh tế mình đủ lo cho con của mình rồi, lo cho con chị đó luôn, thì anh đủ không? Thì tương tháng của em là 16 triệu á. Ừ. Vậy cũng đủ lo kinh tế cho gia đình ha. Rồi anh có muốn chị đó là quê ở đâu không? Dạ đâu cũng được á chị, miễn bước lo gia đình là được rồi. Ở đâu cũng được, là miền Bắc cũng được luôn. Ừ. Rồi nếu như có như thành đó. Dạ Anh nói miễn miễn lo cho con em với gia đình là ok, không cần ở đâu cũng được. sao? Rồi nếu mình làm tài xế về thì tới ngày đi hành thì em báo trước anh mấy ngày để mình lên. Thì chị báo thì lên liền ngày đó Nó luôn. lên chương trình là ghi hình ở Hồ Chí Minh ha. Dạ. Dạ rồi, thì hôm nay bên em có nhận được những thông tin của anh Huy rồi. Nếu như mà có chị gái là phù Không anh, anh nói em không nghe. Em tên là Vương, với chị Lê Lương Vương. Lương Vương đúng không em? Đúng rồi chị. Ừ. Rồi Vương là đang sinh sống và làm việc ở đâu em? Em đang ở An Phước, Long Thành, Đồng Nai. Long Thành, Đồng Nai. Tam Phước, Long Thành, Đồng Nai hả? Ừ, em đang làm có việc gì? Đọc số rồi. Em bộ đội dịch. Đọc số. Bộ đội hả? Dạ. Bộ đội là làm bên trường chiến đấu hay là bên gì cụ thể á? Em bên trường tăng. Trường tăng thiết giáp hả? Đúng rồi.
Trường tăng tiết kiệm. Nhưng mà là làm gì hả Vương, cụ thể á? Lái xe thì. Lái xe cho sếp hả? Hay là đơn vị thôi? Đơn vị. Ừ. Rồi quê quán mình ở đâu này? Quê ở Thanh Hóa. Quê Thanh Hóa. Em bình thường mấy ông lái xe á, mấy ông ấy nói nhiều lắm, mấy ông ấy nhiều chuyện lắm mà. Mấy ông, đặc biệt mấy ông lái xe cho các sếp trong quân đội nữa, mấy ông ấy cũng nhiều chuyện lắm mà. Anh sao em à? Có vẻ dạ, ít nói quá vậy? Phải số quan tâm đó hả? Dạ. À, anh ơi, hả? Em cũng tin ngại quá hả? Mà em làm ở bên chương trình ở cái thăm nhà của đài truyền hình thành phố. Vương ơi, em nghe rõ chị nói không? Có gì? Ừ. Rồi, chia sẻ về điểm mạnh điểm yếu của em đi. Cái tóc em là nó hơi xoăn đúng không? Xoăn đấy là xoăn tự nhiên hay là em đi em làm vậy? Tự nhiên đó chị. Đấy hả? Dạ. Thế điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh là hát hay. Hát hay. Rồi, hát luôn một đoạn như nào? Điểm ngại lắm. Trời, hát hay mà ngại đó. Mà nãy chị nói bộ đội công nào cũng ngại đâu trời. Điểm yếu là... Điểm mạnh là hát hay, điểm yếu là ngại. Chắc vậy quá. Không sao. Đâu mà được. Không, cái này tôi không có thu phí gì hết nha. Đại chia sẻ cụ thể coi. Dạ. Hát qua nghe một đoạn coi nè. Hát cho chương trình nghe một đoạn coi nè. Ngại lắm chị. Trời, ngại vậy sao đi tắm gái. Thôi điểm yếu gì nữa không? Hết rồi. Nhát thôi hả? Mà. Ừ. Tình trường thì sao Vương? Tình trường có một mối đơn phương, một mối quen được một năm. Một mối đơn phương, cái mối một năm á, tại sao mình chia tay? Ở xa. Ở xa hả? Là bạn gái ngoài quê còn em ở trong này hả? Dạ đúng rồi. Ủa cái cấp bậc của em bây giờ là gì hả Vương? Thiếu úy chị. Thiếu úy. Là em có em đi nghĩa vụ quân sự xong rồi em lên hả? Hay là sao? Rồi, con có coi. Đúng rồi. Cục có như đây này cho nãy. Mấy cục có mẹ cái cục bự. Rồi, chia sẻ tiếp về cái mối tình một năm, ngoài cái yêu xa là có gì không mà chia tay? Có vậy thôi chị. Có vậy thôi hả? Dạ. Bạn gái đi lấy chồng chưa? Lấy chồng rồi. Vậy là bạn gái đi lấy chồng là lúc em đi nghĩa vụ quân sự hay là mới gần đây? Lúc đi nghĩa vụ quân sự chị. À, chờ anh 2 năm chờ, thôi đừng chờ nữa đúng không? Rồi bây giờ em muốn tìm mẫu người như thế nào à Vương? Gần em với Hiền là được ạ. Ở gần với Hiền, ngoại hình, tuổi tác, công việc thì sao nữa? Có gì yêu cầu gì đặc biệt không? Dạ không. Lớn tuổi hơn em được không? Lớn, không yêu cầu là tôi đã cả đâu mấy cô mà lớn hơn 5 đến 10 tuổi đó. Nhỏ hơn 1-2 tuổi hoặc bằng tuổi được. Đó, cái này không quan trọng là tôi gả cho cô lớn hơn 10 tuổi chịu không? Nhỏ hơn 1-2 tuổi hoặc là bằng tuổi được. Quê quán thì sao? Ở gần nhưng hiện tại là ở gần nhưng mà quê thì sao hả Vương? Ví dụ như bạn gái ở đâu thì được? Ở đâu cũng được. Tây được không? Được. Ừ. Rồi tham gia cái này thì đơn vị có phải xin phép đơn vị không? Có thì em báo đơn vị, em chưa báo đơn vị. Chưa báo đơn vị nữa hả? Chưa. Ai đâu phải biết ngày cụ thể em mới báo. Vậy hả? Vâng, phải biết ngày cụ thể em mới báo đi. Ừ. Nhưng mà đơn vị có dễ không? Chắc là cũng tại vì thấy ế lâu quá cho nên là chắc cũng đồng ý đúng không? Chắc vậy chứ. Ừ. Rồi về ngoại hình bạn gái em có yêu cầu không? Đã không? Không yêu cầu. Em cao mét bao nhiêu? Em cao mét 72. Rồi, mét 72.
Rồi, bạn gái là không yêu cầu về chiều cao đúng không? Dạ. Ok. Rồi, hôm nay phỏng vấn sơ lược thôi, thì là có lịch ghi hình, có bạn gái phù hợp thì chương trình sẽ làm nội dung.